Thường á thì thật sự á Mai cũng rất là thích ăn cơm, nhưng mà bởi vì cơm nó là chất đường làm cho con người của mình nó sẽ mập, thì phong tục người Việt Nam mình theo truyền thống á, là ăn cơm là chính, ăn gạo, ăn đồ ăn, nên là mình ít ăn cơm lắm, một tháng cả lắm ăn một chén, hiểu không? Nhiều khi thèm thì ăn một thìa, không dám ăn nhiều. Ăn nhiều quá thì mình mặc quần áo không có đẹp. Nên phụ nữ mình phải yêu bản thân của mình, nên là mình phải giữ dáng cho đẹp. Nên mình chỉ thích ăn món hải sản nè, hay tôm vò tạp. À, những món áp xe đá ăn với tôm vò tạp, wow, rất là ngon luôn đó mọi người. Mình thích ăn sống áp xe, ăn sống như vậy rất là tốt, da dẻo, khỏe đẹp, xinh tươi, trẻ trung và là thông minh nữa mọi người. Ăn với kim chi ngon quá, hết sảy luôn mọi người. Vừa mới ngon thích cắt à, mực to như vậy nè, ăn nó mới ngon. Nhiều người cắt có chút xíu, cắt như cho em bé ăn vậy đó. Chấm với sa tế, cắt ít chanh vô, xong cho ớt, cho tiêu vô. Nó phương Mai Ngô thì ăn cay lắm đó. Nhưng mà bởi vì thích làm kim chi ở nhà nó sạch sẽ, bởi vì nhiều khi ở ngoài người ta đâu có rửa sạch bằng, đúng không? Mình về nhà mình rửa bằng muối, đúng không? Ăn kim chi ngon chưa? Nó mà muối hành tím đó nè, ngon chưa? Ăn có cả năm cũng không có ngớn nữa, thật sự là như vậy. Nếu mà ăn mà không có dưa chua hay không có cà pháo là Phương Mai Ngô ăn không có ngon. Thích ăn á, ngày nào cũng giống như quen rồi. Thích ăn dưa chua, cà pháo hay là kim chi hay củ hành, củ kiệu. Đó, ăn nó mới ngon. Những gì mình thích thì mình cứ làm. Mình tự dùng cho mình mà. Miếng mực ngon chưa, miếng nạm ngon. Vừa mới ngồi nấu không bao giờ dùng bột ngọt hay bột nêm, đúng không? Ở ngoài tiệm nhà thì đa số là người ta phải cho rồi, người ta nói không cho là người ta nói xạo. Thật ra là bột ngọt, bột nêm á, ăn nhiều hóa chất mục răng xương khớp không tốt, nó sẽ mục nát. Nên mình làm những cái hóa chất đó cho bản thân của mình để làm gì? Không nên dùng. Thà hơn cho ít nước mắm, nước mắm hay là ít ít
ít đường thôi là ok rồi, ok. Nhiều khi mấy bạn á, mời mình đến nhà ăn á, mình đi cho vui thôi, nể lắm người ta mời. Có phải ai mời là mình cũng đến đâu. Mình ăn của người ta thì mình cũng mắc nợ người ta. Nên là người ta mời á, thì mình cũng sòng phẳng thôi. Mình cũng mua trái cây đến, hiểu không? Ngon quá mọi người ơi. Hết to chưa? Tụi mình ngồi thích để miếng to vậy đó. Cho miếng sa tế ngon lắm. Tụi mình ngồi thích ăn cay. Thật sự mà ăn mà không có ớt là ăn không có được. Ngày xưa mẹ còn sống lúc nào cũng làm củ hành. Củ hành á, ăn Tết á, ăn suốt năm suốt tháng rất là ngon. Mẹ làm đồ làm ngon lắm. Nên mỗi lần mà ăn củ hành, ăn đồ chua, ăn những món của má Lan á, làm mẹ thích lắm. Bởi vì những cái món này á, rất là ngon, dễ ăn. Sleep with his wife. What? She's crashed. Great. Coyote mom.